tiền, nếu mà tôi có nhiều tiền tôi sẽ mua trung si, mãi trung si. Bây giờ tôi có tiền tôi mua được đúng không? Nhưng mà nếu tôi có nhiều tiền tôi sẽ mua một căn nhà lớn. Tôi sẽ mua căn nhà lớn mà đúng của đầu chiến à, của đầu à, tôi nhiều tiền tua chiến hẳn tua chiến tua chiến của đầu hẳn tua chiến bộ váy của quầy mặt hả, tôi sẽ mua, tôi sẽ mà sẽ là quê của quầy mặt, của quầy mặt y cha rồi ta y không phải y cha y tha cha không không một căn nhà lớn ta đất một căn nhà lớn một căn nhà lớn là gì ạ, căn nhà là gì ạ, nhà căn nhà có làm bán sửa đấy bán sửa phòng sửa đúng rồi một căn nhà lớn là gì ta ý cửa phòng sửa ý cửa bằng phòng sửa một căn nhà lớn là ý cửa bằng phòng sửa anh ra chỉ cái cửa hàng như thế hả cái cửa từ đúng rồi cha chỉ có làm gì đấy cha chỉ là từ cho những từ từ ví dụ như là超市này chủ tiệm này là địa điểm đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. Còn nếu mình nói là nhà của mình thì mình sẽ phải nói là gì ạ? Cửa tạo cửa ý cửa phóng sử và ý cửa tạo phóng sử. Sở phóng sử là gì? Nhà nhỏ. Rồi. Nếu của đã đi nào. Nếu lấy tiếng Việt này không lấy từ đã chứ bao nhiêu từ học rồi chắc không được. Em làm sao mà em được yêu ái chị được sửa đấy và nó không được tốt à nào thế chuyện nào nếu tôi rảnh tôi sẽ xem tivi à. Không nào là nếu khó đi là... không nếu cuối tuần này tôi rảnh tôi sẽ mời bạn đi về quê tôi chơi ngày một lần nhá tôi là trẻ chơi này đúng của đúng không? Ở đó không có cái từ gì đấy, cái từ chung là đạt chứ không có đạt.
件事情，我明白了很多道理。道理，通过这件事情，我明白了很多道理。哎，这个小字是不错的呀，通过了，然后还就这样子怎么样？还没怎么样？我觉得要通过考试通过了的。通过呀，能不能能听他跟前那种能叫通过？那怎么样嘛？否则一般呢？这是考试，这是考试你通过了吗？嗯。跟这来本家的来办过关。嗯，那我有关过那关过，关过。那关过我妈妈，懂吗？这叫以后，以后了的。烧烧哦，烧奶。那我还给他烧烧奶。我以后会做一个有钱的人。我以后会做一个有钱的人的。上来都是按我有点。我不知道，上来都是整，都是男的，你知道吗？我当以后我来上来，啊，你等嘞，因为你要能上去，要能上得，听啥？我哥，我上了五哥。我。你来上课以后了的。烧杯，烧杯，看好嘛！你用来嘛，现在是烧杯，这个不就是烧奶了？有了嘛，然后他说你老公吃饭以后我要喝药，乐姐。吃饭，烧杯，喝烧杯，喝药，我要喝药。多，他多么多嘛？百多，百多，可以，百多多。呀，这这叫怎么怎么的？其他那边没菜，也没到。毕业以后，以后，你将做什么？知道了，姐。毕业了，你肯定都有动员，动员。这个动员，稍微动员，办点的，你来吗？好，办不你来吗？啊，办不你来，你来我来的。我们能接，你来我们能接，我们能给团队的咱们都是人员，不会安接。毕业以后你要做什么？那这，好，那大家再聊聊。毕业以后你想做什么工作？什么工作？那我们都不留着。大学毕业以后了，你。都有了，找有了，稍微有了。如果大学毕业以后，我马上就跟他结婚了。跟他结婚了。如果你的这个没考上，都很论命，这都马上来，我来都不能来论，你知道？都一定很论命，呀！以后，那这以后用起来，去过来。下班以后，我去实习汉语。啊，下班以后我上汉语课，上汉语课，你懂不啦哈？你是班主任，我肯定好的，你好看。这个是上汉语课。嗯，如果我那个上个月单单都会，你好点啊？你好，注意，你好。对不？我要上汉语课了，我注意了。下课以后我要上汉语课。注意，肯定来听的，不论。你在想那肯定的，你还不说喂？你进来了，你不得忙，我得注意你，不得注意你哦，明白吗？啊，学生同学，那最近不来我，那啥，你两个月没去，去你哪？去你哪？去过哪里呗？明白吗？去你呗？去哪里来？去上汉语课，在工地也去的，费力的，去个啥地方汉语课了去？你就讲还跟我去不得，又正好跟我去，呀？干嘛去呢？下班以后我上汉语课，我就去上。好了，我要下班以后我要上汉语课。就这，为了挣管，为了挣钱，好吧？去当给呀，去当给，好吧？去当老毕生去啦。我就你们那么大，那么大喽，俺们俩干活给他们，就这。thì lúc này truy còn được hay không được hiểu được nhưng nếu ví dụ chị đang trên đường chị đang trên đường này đấy.
cái gì xe máy, chị gặp chị Vân Anh, chị hỏi ô Vân Anh đâu đây, Duy Nhi chưa nào, à nó chưa sang thì thưa thì được, được chưa đó, trường hợp đấy thì dùng chị được, bởi vì mình đang đâu, đang phải xe thì đi đó, hiểu đấy không ạ? Hiểu nha, nào đi thôi xin mời chị. Sau khi thiên tài cái câu của nói ở đây rồi, cho nên tôi vui đấy. Chúng ta cắt được, đang đọc cắt được. Chia phan.